Vâng, một lần nữa nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi sẽ nói về cái hiện tượng bây giờ các nhà đấu tranh dân chủ trong ngoặc kép ấy, đầu bù răng bựa này này, đang có hiện tượng ngáo con Phạm Văn Đoan Trang. Như chúng ta đã biết đấy, trong những ngày qua sau cái vụ việc Phạm Đoan Trang bị bắt, một số kẻ cuồng fan Phạm Đoan Trang này này, đã ngông cuồng núp sau cái nhà giả danh là nhà báo hay là trí thức, tổ chức này tổ chức kia, kêu gọi thả tự do cho Phạm Đoan Trang. Mà Phạm Đoan Trang bị bắt về hai cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhé. Cái tội danh thứ hai là làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nước nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì những cái đối tượng phản động trong và ngoài nước ấy, cũng như các tổ chức thù địch ấy, liên tục có những hành động nhằm tác động xuyên tạc để bôi nhọ hình ảnh của Đảng nhà nước ta. Đấy. Nên là cái ông gì ở bên Cộng hòa Séc, ông còn đòi thả Việt Nam phải thả tự do cho Phạm Đoan Trang, mà ông ấy chỉ là một người ở bên Cộng hòa Séc, là một lãnh đạo ở bên đó. Thế ông chả có cơ quan, chả có quyền hành gì, chả có cái gì liên quan đến dáng Việt Nam, đòi chính quyền Việt Nam thả cái Phạm Đoan Trang là sai, mà chả có ý nghĩa gì. Còn ở trên Facebook ấy, cũng đang lan truyền cái thông tin về một số người Việt Nam ở Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành tuyệt thực từ 18 giờ ngày 16 tháng 10 cho đến ngày 18 giờ ngày 17 tháng 10 tại công viên Kenshi trước tòa nhà Quốc hội ấy. Đó là cái thông tin mà Dương Vy biết cũng khá là lâu, từ lúc Phạm Đoan Trang bắt sau 2 ngày ấy, thì thấy cái hình ảnh đó. Với cái mục đích của bọn chúng là gây áp lực cho Thủ tướng Nhật Bản đấy, tại Tokyo để thực hiện cái gọi là phản đối tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà Dương Vy lúc nãy cũng nói rồi, đối với Nhật Bản hay Thủ tướng Nhật Bản, nó cũng chả liên quan gì đến cái tình hình chính trị ở trong nước Việt Nam cả. Mà rất là nhiều nước trên thế giới hỏi có nhân quyền chưa, xin thưa rằng chưa. Đứng đằng sau những cái hoạt động này không ai khác ngoài những đối tượng trong cái tổ chức khủng bố Việt Tân. Chúng đang âm mưu sử dụng một số đối tượng người Việt được mua chuộc tại Nhật Bản để họ đưa ra những cái đại diện một cách bất hợp pháp cho nhân dân Việt Nam. Mục đích của việc này, của cái việc tuyệt thực này này, nhằm gây sự chú ý của dư luận thế giới để giải cứu đồng bọn của chúng là Phạm Đoan Trang, và gây ảnh hưởng đến chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam sắp tới. Đó là cái vấn đề mà bọn chúng đang dắp tâm tìm cách thực hiện để phá hoại giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam. Đối với cái việc mà tuyệt thực không có gì là mới mẻ, đặc biệt là đối với những đối tượng dân chủ hoặc là các nhà đấu tranh dân chủ cuội trong ngoặc kép, tù nhân lương tâm trong ngoặc kép ở trong nước Việt Nam này này, cũng thực hiện cái mưu đồ đó rất là nhiều. Đó là một cái chiêu bài thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Đấy.
Không hiểu sao ấy, bọn chúng cứ lặp đi lặp lại cái trò mèo bẩn thỉu này suốt được. Còn ở nhiều nơi ấy, người ta thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách tự thiêu. Dương Vi cũng khuyên cái đám nhà đấu tranh dân chủ quậy ở trong ngoặc kép này này, cử một số vài đại diện ra tự thiêu đi, thậm chí cả nhóm đấy luôn cũng được. Không cứ đem cái bài tuyệt thực cái việc nói là tuyệt thực để phản đối việc này việc kia ra rêu rao suốt, cái chiêu trò này quá rồi, quá cú rồi, không nên thực hiện nữa. Chán quá rồi. Còn nhìn vào thực tế tại Việt Nam ấy, nhân quyền được thực hiện xung quanh cuộc sống trong mỗi gia đình và toàn xã hội, và rõ ràng ấy, sẽ không thể có sự dân chủ quá như ở Mỹ này. À, không thể có việc vì nhân quyền mà được quyền xúc phạm hay thảm sát hay mạt sát nhân quyền nhá. Cái nhân quyền ở Việt Nam này quá trớn nên các vị ấy, đè đầu cưỡi cổ lên luật pháp, lên nhân quyền của những người đang sống hơn 90 triệu, 95, 96 triệu dân này này. Tính cả trẻ trẻ là 97 triệu dân thì các vị kéo vài nghìn người thôi. Chả đáng kể gì. Mà cái nhân quyền của nước Mỹ như các vị tung hô ấy, nào là bạo loạn, hiếp dâm, cướp của, giết người, đốt phá, cướp bóc, biểu tình có vũ trang, cái đấy là nhân quyền của nước Mỹ. Và cái nhân quyền của nước Mỹ ấy có quyền biểu tình giữa hai nhóm, chiếu cuồng ông Trump với John Biden đó, đã dùng xe cán chết người khác, đâm bị thương bao nhiêu người. Đấy là cái nhân quyền các vị quá trớn. Người Việt Nam không có cái nhân quyền đó, không yêu cầu thực hiện cái nhân quyền đó. Qua đây ạ, Dương Vi cũng xin gửi đến những người Việt Nam yêu nước chân chính trên toàn thế giới, hãy cảnh giác trước những lời kêu gọi như Dương Vi nêu ở trên, trước những cái hành động của các thế lực phản động, phản cách mạng này, đặc biệt là các tổ chức ngoại vi đang lưu vong sinh sống ở hải ngoại, lúc nào cũng đòi chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân, lấy cái chiêu bài dân chủ và nhân quyền để công kích đảng, nhà nước, chính quyền Việt Nam. Dương Vi cũng đề nghị bà con kiều bào ở hải ngoại hãy nêu cao cái tinh thần yêu nước, đồng thời cũng cảnh giác trước những cái chiêu bài của bọn chúng, đồng thời cũng bày tỏ cái lòng yêu nước đúng cách. Luôn luôn có một cái đầu lạnh và trái tim nóng hướng về quê hương đất nước, hướng về những người bà con đang sinh sống tại những gia đình người thân của mình. Vâng, chào Nguyễn Bảo Châu, chào tất cả mọi người. Đối với kiều bào ở hải ngoại, nhiều người người ta đã biết rõ về cái bản chất của bọn này rồi, thì Dương Vi không nói, nhưng mà nhiều người còn đang suy nghĩ rằng ở trên đất nước Việt Nam vẫn chưa có dân chủ và nhân quyền, vẫn còn trong cái giai đoạn trước năm 1986 chưa xóa bỏ chế độ bao cấp ấy, thì còn không có nhân quyền. Ý là bọn chúng nói như vậy. Cái thời gian thắt lưng buộc bụng thì các vị mới chạy trốn khỏi quê hương đất nước.
thì các vị luôn coi Việt Nam bây giờ vẫn như ngày trước. Dương Vi xin thưa lại một lần rằng á, việc đất nước mở cửa từ Đại hội 6 của Đảng 1986 cho đến nay á, đất nước phát triển, nhân quyền tự do của Việt Nam có thừa, bang giao giao thương với hơn 100 gần 200 nước trên thế giới. Đừng có nghe cái đám Việt Tân, cái đám nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong một kép đầu bù dâng bựa ở hải ngoại và trong nước, nó tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng nhà nước. Hãy tìm hiểu thật kỹ về quê hương đất nước mình. Thậm chí nếu mà có thời gian, có điều kiện hết dịch bệnh thì bà con kiều bào hãy về nước thăm gia đình, thăm quê hương, thậm chí đi du lịch ở các địa phương trong nước để qua đó tìm hiểu về quê hương đất nước mình phát triển như thế nào, đồng thời xem cái mặt bằng cuộc sống xã hội người dân Việt Nam bây giờ ra sao. Chào Dương Vi, chào tất cả anh em đang diễn đàn. Nghe rõ không em? Nghe rõ anh ạ. Cái vụ kia thì ngoại trưởng xét nhưng mà cái bọn này Việt Tân nó cứ nó lớn trận lên chứ ông ấy có ý kiến gì về đất nước Việt Nam đâu, ông kiểu như là ông ấy nêu ra cái ý kiến cá nhân ở trên Twitter chứ có phải là ông ấy gọi là có văn bản hay là có gì hay là yêu cầu sang bên Việt Nam đâu. Ý là ông ấy nói chưa chắc đã cái bài viết của ông ấy nói là như cái bọn Việt Tân nó thay câu đổi chữ đâu. Ông ấy chỉ có thể là ông cũng có đề cập đến Việt Nam bắt cái bà Phạm Thị Đoan Trang đang được những cái giải thưởng đấy thế này thế kia thì có lên xem đúng hay xem sai, chứ còn ông ấy không có cái kiểu như là ông ấy bảo là phải thả phải kia. Chắc là bọn nó thấy cái Twitter đấy thì nó đánh bóng, chứ có phải là ngoại trưởng xét ví dụ như là nói có văn bản hay là nói với ngoại trưởng Việt Nam thì mới là nói cùng với người đồng cấp ấy thì mới là lên án với này. Còn đây là ông ấy viết theo cái kiểu là status trên viết tweet trên Twitter thì nó là bình thường để nói. Nhưng mà có thể là mình không biết tên ông ấy để vào Twitter, mình anh có hay theo dõi Twitter của Chum với cả của mấy cái ấy mà không biết ông vào để đọc cái tweet của ông ấy xem sao. Tí nữa vào tìm. Chắc là ông chỉ nói về cái viết lên Twitter là cá nhân rồi, nhưng mà ông chắc cũng không nói sâu xa như cái bọn Việt Tân nó thay câu đổi chữ đâu. Em nếu mà ông có ý kiến nội dung về đất nước Việt Nam là ít nhất là ông phải nói với đại sứ Việt Nam bên đấy hoặc là nói với ngoại trưởng của mình, người đồng cấp thì mới là can thiệp vào. Còn đây ông nói ý kiến cá nhân thì Việt Nam viết lên báo làm chi, kệ ông ấy chứ. Ý kiến cá nhân của ông bao giờ mà ông nói với người đồng cấp Việt Nam hoặc nói với đại sứ quán Việt Nam là phải thả người này người kia thì nó mới là chính thức cái lời của ông ấy can thiệp. Đây không phải là can thiệp. Ở Việt Nam nếu mà biểu tình nhé, họ biểu tình ở nhà quốc hội các thứ thì thôi mình không nói, nhưng mà họ đến tận nhà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc các kiểu ở đây này, rồi là biểu tình kiểu này mà còn chưa được coi là tự do này, cởi chuồng cởi trần ra các kiểu này, thế mà còn chưa được to thì không biết Mỹ mới chỉ có gọi là lên tiếng nhé, chưa hoạt động chống phá gì ông đấy nhá, chỉ đại loại là con Nancy Nguyễn ấy nó chỉ gọi là phản đối cái chính sách gì à, cái gì của ông ấy đến cửa nhà thôi là đã bị tóm rồi. Thế mà đây cứ dân oan rồi là đấu tranh dân chủ các kiểu này, nột trần nột chuồng, đến làm cho cản trở giao thông. Chứ còn nếu mà biểu tình như Mỹ mà phải ngoan ngoãn đứng ở khu nào khu đấy thì chả nói đây này Việt Nam như thế này thì bảo là ở nước nào còn tự do hơn được nữa, còn chưa đủ tự do sao? Thế thì nói về cái cô Đoan Trang này, văn hóa biểu tình của một số người đưa ra trước quốc hội ấy, nên bây giờ mới coi đám chồng nói tre về cô này Trang. Nó đi thì nếu mà những cái nhà hoạt động
bất đồng chính kiến của Việt Nam ấy thì không phải là ít, mình phải khẳng định không phải là ít, rất là nhiều, thậm chí trong Quốc hội cũng còn có bất đồng chính kiến chứ đâu có phải là không có. Thế nhưng mà cứ cái đứa nào ấy mà dính đến cái yếu tố nước ngoài ấy thì Việt Nam đã chủ trương từ trước đến nay rồi, ở nước nào cũng thế thôi, nước Mỹ cũng thế thôi, dính đến yếu tố nước ngoài là coi như vào, nếu nước ngoài nước Mỹ nó không có cái kiểu như là tù nhân lương tâm hay này kia, nó cứ coi là cái tội phản quốc. Xong những cái nước về châu Á lại thế, nhưng chỉ có Việt Nam chúng nó tự đặt cho cái tên mỹ miều là tù nhân lương tâm, chứ còn nói thật ra thì bao nhiêu người bất đồng chính kiến hay là suốt ngày nó lên đấu tranh mà không dính yếu tố nước ngoài, nhà nước Việt Nam này chưa bao giờ bắt những người như thế cả, đều bắt những người là đều dính đến cái yếu tố nước ngoài. Mà cái yếu tố nước ngoài thì riêng cái cô Phạm Đoan Trang này ấy, thì bắt ngay sau khi Việt Nam với Mỹ thảo luận kỷ niệm 20 năm thảo luận nhân quyền nhé, chứ không phải là kỷ niệm 20 năm quan hệ nhé, kỷ niệm 20 năm thảo luận nhân quyền. Thế thì nói đến cái cô này bắt như cho trường hợp đấy thì Mỹ không lên tiếng, thì tại sao cái anh ngoại trưởng Séc lên tiếng, là chúng nó là thay câu đổi chữ thôi, chứ anh ấy chỉ là nêu cái ý do ý tưởng ý kiến cá nhân. Và sau đó là như thế này, như cái cô Phạm Đoan Trang này bị bắt thì đồng thời như trước đó là anh Bán Cua rồi là Cấn Thị Thêu rồi là Linh Mục Tân, những người mà truyền bá những cái tư liệu của cô ấy cũng đều bị bắt, Mỹ nào có lên tiếng đâu. Thì chắc chắn là trong những cái sự vụ này thì chắc chắn người ta cũng sẽ có quan tâm chứ không thờ ơ, nhưng người ta quan tâm thì người ta thấy ra được rằng những cái điều này thì nó là phạm phải những cái điều luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì họ không can thiệp sâu. Chứ còn thật ra thì kể cả ngay trong Quốc hội cũng bất đồng chính kiến, như vừa nãy có cái bạn nào nói là chỉ bất đồng chính kiến thì bắt gì không phải là bất đồng chính kiến không, họ có yếu tố nước ngoài và có những tài liệu tư tưởng và tài liệu và những cái tuyên truyền chống bất đồng chính kiến nói thật. Chào Dương Vi nhá, chào mọi người. Nghe rõ Dương Nghe đó. Vi? Qua vừa xong cái vụ mà vừa nói cái vụ mà ông ngoại trưởng của Séc ấy, thì ông ấy lên ấy, kể cả ông ấy chỉ là gọi gì nhờ, lêu cái cá nhân của ông ấy thôi. Khi nào ấy người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Séc đấy, người ta lên tiếng đấy thì mới gọi là đấy của nhà nước được, kể với tất cả các nước ấy thôi, đó là cái luật rồi của Bộ Ngoại giao ấy. Khi nào là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ấy đấy, ta là nên phát biểu đấy thì mới gọi là quan ngại, hiểu không? Còn cái chuyện cá nhân người ta thì mình không có gì phải sợ, đúng không? Ông làm sao Thì ông làm sao mà có thể ông mà đăng trên trang Twitter cá nhân của ông nói ừ thì đăng vào kể ngày kể cả là ông 9/10/20 kể kể cả là ông hiểu Tô hiểu Bắc. hiểu kể cả là ông ấy đứng phát biểu là cho mấy cái đài phỏng vấn hay báo phỏng vấn cũng chả sao cả, cũng chả có gì để mà liên quan gì cả. Tại sao khi nào mà Bộ Ngoại giao à, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Séc lên nói không, chả ai người ta nó liên quan đến cái chuyện của cá nhân nước khác đâu, đúng không? Làm sao tham gia được, ngoài kể cả thằng Mỹ cũng không bao giờ thế đâu, đúng không? Trừ khi nó đi nước nào quá thì bay ra nó lên nó làm cho sạch, còn như bây giờ Việt Nam mình đang là những cái nước mà Mỹ đang cần cần để mà khống chế Trung Quốc ấy, thì nó cũng sao lên tiếng, đúng không? Cái vụ những vụ này, những cái nhà dân chủ quậy là những cái nhà mà nhà đấu tranh, hay là những cái nhà mà như là bên Mỹ nó bên nước ngoài ấy, là như này, nó thích cái loại mà thể loại là những người mà đấu tranh, gọi là đấu tranh với cả 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 các cái ấy của nhà nước ấy, nhiều các bạn trang này bên nước ngoài người ta không không biết là như nào, mà chỉ thấy những người mà đứng đối với dân chủ là thích rồi, cá nhân như thế là chúng nó thích lên 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 bọn nó cũng chả tìm hiểu kỹ, chúng nó cứ nghe chúng nó có như là cổ vũ thôi.